Chào mừng các bạn trở lại với tour tham quan các phòng thí nghiệm tại trường Đại học Việt Đức ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ tham quan đến cái chuỗi phòng thí nghiệm của ngành kỹ thuật điện và máy tính. Đây là một cái tour tham quan rất là thú vị và các bạn sẽ học được rất là nhiều điều về những cái thiết bị hiện đại dành cho các bạn sinh viên học ngành kỹ thuật điện và máy tính nhé. Rồi, hãy các bạn hãy theo tôi nhé. Chào thầy Nhu. Chào em Thư. Xin giới thiệu các bạn, đây là thầy Trần Quang Nhu, hiện giờ là kỹ thuật trưởng của các phòng thí nghiệm của ngành kỹ thuật điện và máy tính. Thì hôm nay thì thầy Nhu sẽ cùng với chúng ta sẽ xem xét các thiết bị điện tử, các thiết bị thực hành về điện rất là quan trọng dành cho ngành này. Qua đó thì các bạn sẽ biết được khi các bạn vào học tại Đại học Việt Đức thì chúng ta sẽ thực hành trên những thiết bị nào nhé. Mình thấy là trên này là máy làm mạch PCB. Máy làm mạch PCB thì các em sẽ thiết kế mô phỏng xong, sau đó các em sẽ xuất cái file dạng server file đưa vào máy, thì máy sẽ làm ra một cái mạch thô. Trước bên này mình thấy một cái mạch thô, đây là dạng mạch thô đơn giản nhất mà mình thấy. Bước tiếp theo là mình sẽ lắp đặt linh kiện lên mạch và hàng mạch. Thì với một số cái mạch đơn giản thì các em có thể hàng tay, tức là dùng các máy hàng bằng tay ha. Tuy nhiên ở đây ví dụ tôi thấy là trong này có một số cái linh kiện rất nhỏ. Dạ, mình thấy có những cái linh kiện màu vàng thế này. Đó, linh kiện trong này, một số linh kiện rất nhỏ trong này. Máy này dành cho đỡ gấp đặt linh kiện dán, dành cho linh kiện dán. Sau khi lắp đặt xong thì các em sẽ đưa mạch vào một máy máy gọi là lò hàn nung. Lò hàn nung, đây là cái lò hàn nung các bạn. Ở đây thì sau khi xong thì các em sẽ đưa vào máy này để lò hàn nung. Rồi sau khi các bạn làm thì đỡ làm sao mà kiểm tra hoặc là test cái mạch này có hoạt động hay không, thì mời các bạn đến cái bước tiếp theo. Giả sử bên này các em thấy một cái mạch chuẩn vừa IoT thì các em có thể là kết nối vào các máy đo như thế này, các bộ nguồn, các bộ máy phát, bộ hiện sóng chẳng hạn, các em sẽ phân tích là mạch mình có hoạt động hay không. Sau khi giả sử có bị lỗi xảy ra thì các em sẽ kiểm tra. Thứ nhất là kiểm tra bằng mắt thường, ví dụ các mối hàn rồi các thứ. Hoặc là kiểm tra vào cái phần mô phỏng của mình có chuẩn hay chưa. Chẳng hạn đó là một cái khâu. Giờ hoàn thiện xong hết rồi thì các em sẽ có thể là đặt hàng loạt chẳng hạn. Thì bên này các em thấy đây là các cái máy đo và phân tích mạng vector liên quan đến đo các phần tử trong liên quan trực tiếp đến về thiết kế anten, thiết kế bộ khuếch đại, thiết kế bộ suy hao. Thứ thì liên quan đến tần số ở tần số GHz thì máy này có thể phân tích đến tần số là 40 GHz thì rất cao. Còn bên này thì là liên quan đến hệ thống và tải kéo, thì ví dụ các em thấy chúng ta thấy là ở đây trong đây cái con transistor rất nhỏ, con power transistor, con cái transistor và công suất thì trên cái các và cái thiết bị ví dụ cái bộ khuếch đại thì thường dùng cái này, thì các em sẽ đặt con này, cái hệ thống này sẽ phân tích các đặc tuyến của cái con transistor này, sau đó dùng cái lấy cái thông số đặc tuyến này làm sao nó tối ưu để đưa vào thiết kế một cái bộ khuếch đại. Thì cái hệ thống này dành cho nghiên cứu, anh chị nghiên cứu và làm đề tài viết báo hoặc là làm đề tài tốt nghiệp. Mời Thư qua và các bạn qua phòng thí nghiệm tiếp theo. Thư và các bạn, đây là phòng thí nghiệm về vật lý và kỹ thuật đo lường điện. Thì mời Thư đến coi một số thiết bị cơ bản. Thì đây là cái kit thí nghiệm cho kỹ thuật đo lường. Thì trong quá trình làm thì các em chia nhóm với nhau, mỗi nhóm thì Đây hai mình hoặc ba cái này sinh mình viên. đo cái tín hiệu gì vậy thầy nhỉ? Đây là ví dụ có rất nhiều thí nghiệm khác nhau. Ví dụ trong này thì thí nghiệm đây là đo vừa mạch cầu cân bằng. Thì mẫu các em sẽ có một cái máy tính kết nối trực tiếp và các em làm việc trên cái phần mềm giao diện với sự hướng dẫn của quý thầy. Đây là tiếp theo là ví dụ như mình có khoảng 7 kit thí nghiệm vật lý, thì trên đây là một kit, ví dụ trên này là cái kit thí nghiệm vừa đo giao thoa ánh sáng. Trên này là đo vừa từ trường. Thì còn các phần thí nghiệm khác nhau, ví dụ như là đo vừa bước sóng. Rồi, các bạn thấy đó, các bạn thực hành lý thì các bạn sẽ vô phòng này ha. Thì chúng ta có rất là nhiều kit thí nghiệm khác nhau, có thể là giúp cho các bạn đo lường những cái đại lượng vật lý mà chúng ta đã học trong năm 12. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp một số các phòng thí nghiệm khác. Các bạn, đây là phòng thí nghiệm vừa robotics. Thì các bạn thấy là hầu hết trong phòng này chủ yếu thiết bị phần lớn là cái các dòng robot khác nhau. Như đây là các phòng robot các em có thể lập trình, chủ yếu là các em lập trình và đỡ, chẳng hạn như tránh vật cản, dò đường.
Hoặc là robot hay robot now, các robot này cũng khá nổi tiếng. Các em sẽ lập trình Python, ví dụ các vừa tránh vật cản chẳng hạn, hoặc là lập trình vừa nhảy múa các thứ, hoặc là giao tiếp với người. Còn con robot này cũng robot như gì đây là robot vừa năm bậc tự do, cánh tay robot nâng nâng cánh tay nâng bậc tự năm bậc do. tự do của Kuka, dạng trong chuỗi công nghiệp. Học lý thuyết, sau đó các em tiếp cận với các dòng robot khác nhau. Ví dụ như bây giờ các nhà máy sản xuất thì hầu hết là dùng robot để tự động hóa, trong dây chuyền tự động hóa, thì nhằm cho các em là tiếp cận thực tế luôn. Phòng thí nghiệm này liên quan đến kỹ thuật năng lượng và kỹ thuật điều khiển. Thì trong này các bạn thấy là các hệ thống vừa mô phỏng và làm thí nghiệm về năng lượng, ví dụ đây là đặt phân tích đặc tuyến và motor máy phát, hoặc là trên này vừa thí nghiệm về kỹ thuật điều khiển. Đằng đó thì các bộ kit khác nhau, thì trong quá trình làm thì các em sẽ chia nhóm. Còn đặc biệt là bên này có một cái hệ thống vừa mô phỏng vừa năng lượng. Thì các em thấy đây là một hệ thống mô phỏng cấu hình cao. Thì đặc biệt hệ thống này cho các bạn nghiên cứu, viết báo, làm luận văn và các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên. Dạ, toàn bộ đây là một cái hệ thống dành cho cái việc mô phỏng đúng không thầy? Chính xác thư ha. Dạ. Chào các bạn ha. Cuối cùng chúng ta đã đi đến cái phần cuối cùng của cái phòng chuỗi phòng thí nghiệm ngành kỹ thuật điện và điện tử rồi. Thì chắc chắn là qua các clip này các bạn đã thấy được và mường tượng được là hệ thống phòng thí nghiệm đã phục vụ cho việc gì. Và chắc chắn các bạn cũng thấy rằng ok là hệ thống các phòng thí nghiệm, các thiết bị trường học Việt Đức vô cùng hiện đại và tân tiến. Mà cái điều đặc biệt hơn nữa là các phòng thí nghiệm là phòng thí nghiệm mở và các bạn hoàn toàn có quyền các bạn vào và sử dụng những cái thiết bị này dành cho việc học, việc nghiên cứu cũng như cái dự án riêng của các bạn. Và tôi có hy vọng và chắc chắn thầy Nhu đây cũng hy vọng là sẽ gặp lại các bạn tại trường đại học Việt Đức và chính các bạn sẽ là người thực hiện những cái thí nghiệm trên những cái thiết bị này.